Muốn mua một chiếc laptop gaming nhưng mà quá ngán ngẩm với thiết kế game thủ hầm hố thì Acer Nitro V15 Pro Panel là một sự lựa chọn hàng đầu dành cho các anh em của chúng ta. Acer luôn diễn ra chương trình bảo hành VIP 3S1, bảo hành nhanh quá 3 ngày một đổi một máy mới, và Acer là hãng duy nhất cam kết với người dùng không để khách phải đợi lâu mới có máy sử dụng. Về phần ngoại hình và thiết kế thì chiếc laptop Acer Nitro V15 Pro Panel này được khoác lên mình một màu đen sang trọng cùng với đó là logo ánh kim, thiết kế cực kỳ chắc chắn luôn, rất là phù hợp cho các anh em từ đồ họa, thiết kế hoặc là gaming cho đến văn phòng. Còn về phần màn hình, phải gọi là một sự đáng ngưỡng mộ ở chiếc laptop này bởi tần số quét màn hình lên tới 180Hz cùng với đó là tấm nền IPS và 100% sRGB cùng với đó là độ sáng lên tới 300 nits, là một chiếc laptop rất phù hợp cho các anh em đồ họa cũng như là các anh em game thủ. Còn bây giờ Minh Phong sẽ test màu ở chiếc màn của chiếc laptop Acer Nitro V15 Pro Panel này cho anh em xem nhé. Thì ở độ chuẩn màu thì Minh Phong sẽ thấy là 98% sRGB, 74% Adobe RGB và 75% DCI-B3 và 69% NTSC, và độ sáng như lúc nãy Minh Phong thông báo cho mọi người đó là 300 nits, nhưng mà khi đo ra thì chúng ta thấy là lên tới 335 nits, một độ sáng cực kỳ ngưỡng mộ ở chiếc laptop này. Còn về độ lệch màu thì thấp nhất đó là 0.38, cao nhất là 5.56, cũng như là trung bình đó là 1.96. Thì với cái thanh màu lệch màu như thế này thì chúng ta sẽ nhận được những cái màu sắc sống động nhất này cũng như là chân thực, và ngoài ra thì cái độ tương phản khá là cao. Còn về phần cấu hình của chiếc laptop này thì sẽ được trang bị một cấu hình gaming cực kỳ mạnh mẽ đến từ CPU AMD Ryzen 5 và cùng với card đồ họa đó là RTX 20 series. Và ở chiếc laptop này còn được hỗ trợ SSD M2 PCIe NVMe tối đa lên tới là 4TB cùng với RAM DDR5 lên tới 64GB. Còn về phần tản nhiệt thì chiếc laptop này được trang bị hệ thống tản nhiệt kép bởi 2 quạt với một luồng gió cũng như luồng khí cực kỳ mạnh mẽ, giúp cho chiếc laptop của chúng ta luôn giữ một nhiệt độ ổn định khi chơi game hoặc là làm việc trong một thời gian dài. Và chiếc quạt này chúng ta có thể điều khiển tốc độ quạt này cũng như là sức mạnh của quạt qua hệ thống đó là NitroSense. Và bây giờ Minh Phong sẽ làm cho anh em xem nhé. Về phần test quạt thì chúng ta chỉ cần vào app của nhà Acer đó là NitroSense, và sau đó là điều chỉnh tốc độ quạt này. Thì Minh Phong sẽ để ở chế độ map luôn, thì chúng ta sẽ nghe hơi có một tiếng quạt quay mạnh một xíu, nhưng mà với Minh Phong nghĩ thì các anh em game thủ cũng như các anh em thiết kế đồ họa thì âm thanh này nó không hề hấn gì đâu. Còn về phần mic thì các anh em cứ yên tâm, tại vì chiếc laptop này trang bị công nghệ âm thanh cực kỳ xịn sò đến từ DTS:X, Ultra Audio cũng như là Acer Purify View và Acer Purify Voice, hỗ trợ anh em tối đa khi mà chiến game cùng với đồng đội. Và ngoài ra thì công nghệ AI sẽ hỗ trợ tối đa cho anh em khi mà khử tạp âm này cũng như là lọc tiếng ồn chuẩn xác nhất. Những thông tin cũng như là thông số sản phẩm của chiếc laptop Acer Nitro V15 Pro Panel này các anh em đã nắm rõ rồi đúng không? Còn bây giờ theo trong Minh Phong test game luôn nhé. Và nếu anh em thích một chiếc laptop gaming nhưng mà thiết kế tối giản thì chiếc laptop này là một sự lựa chọn hàng đầu. Và hãy nhanh tay đến ngay Hicom cũng như là bật chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất nhé. Và như thế vẫn chưa hết đâu, với những vị khách hàng khi mà tham gia sự kiện Back to School 2024 đến từ Acer diễn ra từ ngày 17 tháng 7 2024 đến hết ngày 31 tháng 10 2024, sẽ có cơ hội nhận được những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi mua các sản phẩm Predator Helios, Predator Helios Neo này, Gaming Nitro V, Swift Go 14, Swift X sẽ được đăng ký thông tin để nhận ngay những phần quà tặng, bao gồm một thẻ nạp game Vinagame 500.000 đồng hoặc một thẻ mua sắm trị giá GOTX 200.000 đồng, và cùng cơ hội chúng vali Acer Predator trị giá 8 triệu đồng. Và quà tặng đặc biệt dành cho 4 vị khách hàng đăng ký may mắn nhất, thông tin hợp lệ sớm nhất vào mỗi thứ hai hàng tuần.